nguyện gì luôn. Chiều hai ngày trước nó còn chưa bỏ nhà đi á, thì nó dọn dẹp nhà cửa sạch này kia, nó nay gái mẹ ngoan này kia về vui đẻ này kia rồi nha. Hello, Thành Trung xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh YouTube của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ Thành Trung cũng nhận được một cái thông tin là bé Huỳnh Phan Diệu Thiên ở khu phố 4 quận Thủ Đức thì hiện tại bây giờ cũng đang mất tích, mà gia đình hiện tại bây giờ đang rất lo lắng cho bé. Thì Thành Trung cũng tới đây để ghi hình chia sẻ lên tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì nếu như mà ai có cái thông tin của bé hoặc ai đang cưu mang bé thì hãy liên hệ với kênh của Thành Trung hoặc là liên hệ trực tiếp với gia đình quý cô chú anh chị. Thì chị cũng đã đi trình báo công an, cũng đã nhờ những cái tờ báo Thanh Niên đăng bài, báo Pháp Luật cũng đã đăng bài. Thì Thành Trung cũng đang có mặt tại nhà chị. Thì mong rằng tất cả quý cô chú anh chị theo dõi được video thì hãy chia sẻ, để lại những cái bình luận để cho bé được về với gia đình nha mọi người. Thì trước mặt mọi người là mẹ của bé. Thì chúng ta hỏi cái nguyên nhân cũng như là cái hoàn cảnh gia đình của chị như thế nào nha mọi người. Rồi em chào chị ạ. Thì chị có chia sẻ là bé Thiện nhà chị rồi coi như là bỏ đi á mọi người, nói chung là mất tích được mấy ngày rồi hả chị? Hai tuần rồi, từ bữa 19 tháng 4. Từ bữa 19 tháng 4. Chiều 19 tháng 4 là nó đi. Là cháu nó đi. Thì coi như trong cái cuộc sống hàng ngày là cháu có biểu hiện những cái gì không hả chị? Rất là bình thường luôn, không có gì gọi là áp lực với nó. Là coi như mình không có gây áp lực cái gì cho nó bé. Gây gì đâu, nó nằm nó coi tivi ăn uống cơm bình thường, nó có làm gì đâu, xuống lưu ngoại nó nè, đây đi tới lui chơi, nó không có ra đường, nói chung là nó không có đi chơi tầm bậy bạ ra đường thôi. Hôm nay 2 tháng nay nó ở nhà không à? 2 tháng nay là cháu ở nhà không? Thì nó nghỉ học, nó không chịu đi học rồi nó ở nhà đó, nó đâu có đi đâu đâu. Là cháu nghỉ học được lâu chưa hả chị? Nó nghỉ học nay được 2 tháng rồi. Là cháu năm nay là bao nhiêu tuổi hả chị? 14. Cháu năm nay 14 tuổi. Thì cháu có cái khi mà ở nhà là cháu có ví dụ như là có nhắn tin cho bạn trai hoặc là như thế nào? Bạn trai đó thì mình không biết, tại vì nó cách đây cũng 2 tháng nó cũng lên Facebook nó quen cái thằng nào cũng chính, mà mình không có biết nhà ở cửa, nó chỉ lên Facebook thôi. Mình cũng chặn nó lại là nó xóa Facebook này hết rồi, là không liên lạc được nữa. Mình cũng la chẳng chặt, nó nói là con quen chơi thôi à, chứ con không có yêu đương gì hết á. Cũng la chẳng chặt, con cái tuổi con giờ còn quá nhỏ. Đúng rồi. Bây giờ con cũng không đi làm gì được hết á, ở nhà phụ bán với mẹ. Mẹ cũng buôn bán cực khổ rồi, ở nhà cũng phụ bán với mẹ, chứ mẹ không có bắt con làm gì nặng nhọc này kia. Rồi con tới tuổi thì con vô xí nghiệp con làm. Chứ bây giờ con chưa tới tuổi, bữa bỏ nhà đi là nói nó rồi, nó cũng xin lỗi mẹ. Nó con lỡ dạy rồi, giờ con ở nhà mẹ không có bỏ mặt đi nữa. Rồi đùng cái là không gọi là biểu hiện gì luôn. Chiều 2 ngày trước nó còn chưa bỏ nhà đi á, thì nó dọn dẹp nhà cửa sạch này kia, nó nay gái mẹ ngoan này kia về vui đẻ này kia rồi nha. Xong rồi chiều bữa đó sinh nhật của con ngã cháu luôn á, là nó cũng xuống 3 giờ lột chuối bộ chị nè, chị đi bán bên đường. Thì mình cũng nhà chị em nó ăn sinh nhật với nhau rồi làm gì làm. Tối 7 giờ cũng chị cũng về giờ này nè, về mở cửa ra tá quả là nó lụm tiền của chị đi á, là 8 triệu rưỡi. Là bé lấy tiền 8 triệu rưỡi. Lấy 8 triệu rưỡi đi, rồi vốn liếng của mẹ nó lấy hết rồi. Rồi lấy mấy bộ đồ nữa là biết nó bỏ nhà nó đi rồi, không biết đi đâu rồi, biết đâu tìm. Rồi sáng ngày 20 chị mới đi báo công an. Là chị với anh hồi nãy là đi xuống tòa soạn báo pháp luật, báo kia nó làm, mà nó nói chị chưa báo công an nên không có giải quyết được. Rồi chiều 3 giờ mới ghé công an phường Linh Trung mới báo với công an, rồi thì công an nó giải quyết xong á. Giờ mình chỉ chờ chính quyền nhà nước thôi, chứ mình thân mình con không có làm gì được, không biết đó đâu tìm. Đúng rồi. Thì nói chung là bé nó đang quá nhỏ tuổi thì đó. Đấy, mà bé lại là con gái nữa. Đúng rồi.
vì bé là con gái nữa nên là coi như cái mà hiện tại bây giờ là bé ở ngoài rất nguy hiểm. Hôm qua chuyện qua báo thanh niên nó có báo tôi báo gì pháp lực nó có đăng lên đó là có một người bình luận vô là cái tên tuần lễ là thấy bé này là có hai thằng thanh niên chở ở quầy. Xin giới thiệu với tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi ở trên màn hình. Đấy, hiện tại bây giờ Thành Trung đang bán một số sản phẩm của mật ong. Mật ong này là từ ở trên Đắk Lắk. Đây, trong 4 cái sản phẩm mật ong ở trước mặt tất cả quý cô chú anh chị là mật ong hoa nhãn, mật ong hoa bạc hà và mật ong cà phê. Và loại đặc biệt nhất là mật ong rừng nguyên chất của những thợ rừng đi khai thác. Đây, cái này là về mùa này là mới có mật ong rừng nha mọi người. Về mùa tháng 2, tháng 3 là các thợ rừng mới đi khai thác được mật ong này. Đây, nên là cái loại này là rất hiếm. Nên là quý cô chú anh chị có thể đặt hàng trước cho Thành Trung để Thành Trung có thể là coi như nhận hàng và chuyển đến cho tất cả quý cô chú anh chị bằng một cái loại mật ong tốt nhất, bằng cả một cái tấm lòng, cả một cái uy tín của Thành Trung. Thì trước khi mà Thành Trung đóng hàng thì Thành Trung đã bọc cái ni lông này lại và đóng ở trong cái hộp giấy. Và khi shipper giao hàng thì quý cô chú anh chị có thể là khui để mà kiểm tra hàng. Có rất nhiều người giả sợ shipper là coi như có đổi hàng hay là như thế nào. Thì xin thưa với tất cả quý cô chú anh chị, công ty shipper là nó phải làm uy tín. Và Thành Trung cũng nhờ bên công ty chuyển hàng đến với tất cả mọi người nha. Nên là mọi người cứ yên tâm đặt hàng và sử dụng cái sản phẩm của Thành Trung. Có rất nhiều người bảo là Thành Trung báo giá, nhưng mà cũng có rất nhiều anh em là cũng bán về cái loại sản phẩm mật ong. Nên là coi như nếu như mà Thành Trung báo giá mà yêu ái quý cô chú anh chị mà bán giá thấp thì anh em thì là bảo là coi như là Thành Trung phá giá đồ này đó. Nên là mọi người có thể là gọi điện trên cái số ở trên màn hình đó, thì mọi người gọi điện gặp trực tiếp Thành Trung, Thành Trung sẽ tư vấn giá và cái loại nào tốt nhất cho tất cả mọi người nhé. Thì Thành Trung cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Thì từ trước đến nay cũng đã mua cái sản phẩm của Thành Trung rất nhiều. Thì Thành Trung thật sự là coi như cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái loại này là coi như nó rất tốt cho sức khỏe, kể cả trẻ em và người già nha mọi người. Đấy, nên là mọi người có thể là mua một chai mật ong để ở trong nhà. Đấy, ví dụ như mình bị ho thì có thể là coi như mình pha nước ấm và bỏ vào một lát gừng và nặn vào một lát chanh. Đấy, cái này là trị ho cũng rất tốt. Đấy, nên là mọi người cứ yên tâm nhé. Gần trường học Linh Trung á, hồi sáng này chị cũng ra xác nhận, nhưng mà mấy chị đó cái quán nó không có camera nên chị cũng về, chứ chị cũng không báo, trình báo với công an nữa. Nhưng chị cũng nghi là coi như bé bị dụ đi, hoặc là bé bị bắt cóc hay là như thế nào? Nghĩ là chắc có người dụ nó, chứ mình nó cái tuổi nó ở đây vòng vòng xóm đây nó không có đi chơi với ai hết á. Nó không có đi chơi, đi học về nó cũng ở nhà, nào giờ nó ở nhà không mà có thời gian này là học online này kia, nó quen. Có hoàng đạo quận 9 á, mình nghe nó cái con có biết nhà cửa nó đâu mà con quen. Lên Facebook con quen tầm 7 tầm 3 rồi người ta lừa gạt con. Đúng rồi. Mẹ cũng nói hết lời rồi, thấy cũng im. Thời gian ở nhà chị chả bất làm gì á, lâu lâu rửa được cái chén cái bát rồi xếp cái quần cái áo lau nhà thôi. Là mình không có gây bất kể cái áp lực gì cho bé. Có làm gì đâu. Mẹ nói là bây giờ con chưa đủ tuổi, con ra con phụ bán với mẹ, mẹ cũng cho tiền con mở ống heo. Khi nào con thích đủ tuổi mẹ xin vô xí nghiệp cho con làm. Nó đòi đi học nghề. Nó nói con suy nghĩ chín chắn chưa, mẹ không có tiền nhiều để mà lo cho con cái nghề ổng, mà con học được 2-3 bữa rồi con nghỉ, rồi mẹ đóng tiền cho người ta, rồi mẹ cũng không có tiền nữa. Rồi cái nó quay lại cái đầu xin đi học lại, xin đi học lại, nó giờ con nghỉ học ngang rồi mẹ xin là mặt mũi nào đâu mẹ xin. Cô giáo thì cô không liên lạc, thì cô hôm qua cô giáo chủ nhiệm mới ghé đây luôn, cô giáo nó chặn số cô giáo luôn. Mình cũng có biết ác giáp gì đâu. Cô giáo nói ngày nào em cũng điện cho chị 5 cuộc, 10 cuộc thì mình cũng không có dám vô trường, mặt mũi nào vô trường, mình lo buôn bán cực khổ nữa. Mà con mình giờ nó xa xúc vậy mình cũng khổ. Muốn mua cái quần cái áo là kêu là mẹ đi mua liền, chứ chưa bao giờ mà không mua.
chưa nói nhân trang cũng phải chạy đi mua cái viết cũng tập cho đi học. Mà không biết làm sao nữa. Quần áo muốn mua đồ nào là mua đồ đó, tại mình có mình đứa đó mình làm cho nó chứ mình làm cho ai. Mà đụng cái nó bỏ nhà đi. Là chỉ có một mình bé Thiên là bé gái. Có một mình nó là có một mình nó là con duy nhất. Còn ba của bé là bỏ đi lúc nó nhỏ rồi không có liên lạc được. Biết nhà ổng nhưng mà không có liên lạc tới nữa, tại vì người ta không có liên lạc cho mình liên lạc làm gì. Nó cũng không thích ba nó nữa. Tại vì ba nó không có dạng như không tới lui với nó nên nó cũng có không có ấn tượng. Mỗi lần nhắc tới ba nó nói con thích ổng mà mẹ đừng nhắc. Dạ. Vâng, cô có thể cho con xin phép được hỏi con một vài chi tiết của không? Tại vì bé tên của bé là gì thưa cô? Quỳnh Phan Diệu Thiện. Quỳnh Phan Diệu Thiện đúng không ạ? Dạ vâng, thì bé năm nay là 14 tuổi. Thì cái ngày mà bé đi á thì là cái ngày bao nhiêu thưa cô? 19 tháng 4. 19 tháng 4 là buổi sáng hay là chiều á? Dạ chiều. Nghe con nhỏ chị nó nói là thấy nó đi ra đường, nó bằng bô đồ bộ bình thường lắm, không nghĩ nó đi luôn. 5 giờ mấy á, tại vì 3 giờ là chị đi bán rồi. Mình đâu mình buôn bán chứ mình giờ con chiều nó 3 giờ nó vẫn ngồi đây lục chuối cho chị nè. Yeah. Có biểu hiện gì đâu, không vui vẻ này kia bình thường. Xong rồi kêu rồi làm liền, mỗi bữa kêu á, còn lằng nhằng từ từ chút lát nha. Cái tánh á, tình nó là hay từ từ chút lát, không có làm liền. Mẹ hay la đó, con cứ suốt ngày á là con mẹ kêu con không bao giờ con làm liền, mẹ không có thích đâu nha. Yeah. Rồi á bé này cũng xinh gái đó chứ. Rồi chiều đó là đi buổi chiều là khi mà tối này giờ này đi bán về phát hiện là nó bỏ nhà nó đi rồi đó. Nó lụm hết 8,5 triệu của chị với lại mấy bộ đồ. Mấy bộ đồ là đồ của nó đi đúng không? Đồ của nó đi. Rồi ở trong gia đình khi mà sinh hoạt đó thì chị có tạo áp lực gì cho nó không? Có áp lực gì đâu, suốt ngày nó nằm nó coi tivi này kia rồi thôi chứ. Có khi đi tắm mà mẹ cũng phải nhắc nữa. Nhắc từ ly từ tí, con đi tắm này kia rồi nhắc cứ từ từ vậy đó, cứ nằm coi tivi suốt vậy đó. Coi nhạc, coi này coi kia, nó thích coi gì nó coi, mình cũng không có cản nữa. Thích ăn gì nó ăn, kêu ăn cơm cũng phải kêu nữa. Là đó là bé đó là con một của chị đúng không? Là chỉ có một đứa duy nhất thôi đúng không ạ? Một đứa có mình. Dạ. Thì khi mà chị biết được cái thông tin mà bé đã đi không còn ở nhà nữa thì điều đầu tiên là chị đi ra báo cơ quan chức năng hả chị hả? Chưa, đêm đó buồn lắm, không ăn uống, về bỏ ăn luôn. Dạ. Đi bán về chiều về là chưa ăn uống gì luôn, buồn nằm khóc riết. Dạ. Tại vì nghĩ con mình giờ không biết đi đâu, nó nằm bình thường nó ở nhà với mình, giờ nó không ở đây biết nó ở đâu. Vì bé đang còn quá nhỏ, bé mới có 14 tuổi thôi. Mà bé là con gái nữa. Dạ vâng, thì thưa chị, thì trong cái tấm hình mà chị mới vừa cầm nãy giờ đó, thì trong đoạn băng á, thì bé này ha, bé này thưa quý vị, thì bé mặc áo đen đúng không thưa chị? Đen tóc dài. Đen tóc dài như quý vị dạ. Bé mặc cái áo màu đen tóc dài, còn người kế bên là ai thưa cô? Chị của nó, chị em của cậu. Chị em của cậu. Thì thưa quý vị khán giả, thì quý vị hãy nhìn cái hình ảnh thiết thực nha. Thì cô bé màu đen hai đứa luôn. Khi mà nhìn vào đó, thì chúng ta sẽ thấy cái bên phía bên trái nha. Nó cũng ở đây luôn, nó bỏ con đi luôn. Trái thì là bé Thiện nha quý vị khán giả. Rất là nét nha. Thì đó là bé rất là đẹp. Nhưng mà vì lý do như thế nào đó thì bé đã bỏ nhà ra đi. Thì quý cô chú nào, anh chị nào đang xem cái clip hôm nay thì quý vị hãy chia sẻ mạnh mẽ với quý vị. Là cái nhỏ này là chị của nó. Là 21 tuổi rồi. 21 tuổi rồi. Là đi bữa trước. Có con bé của chị đi bữa trước. Con bé nhà chị đi bữa trước là. Bữa sao con bé này nó bỏ đi luôn, con nó bỏ đây luôn. Con chị có nghi ngờ là coi như hai đứa đó. Con nó lại đây nó đi luôn. Gì kì á? Nó không biết đi đâu nữa, nó không biết liền. Nó nói với mẹ nó là nó đi làm. Nờ mẹ nó nuôi con nó đi rồi, tới tháng nó gửi tiền về mà điện thoại nó không bắt máy, nó không liên lạc. Cùng tắt máy luôn. Nó không liên lạc, không nghe máy luôn. Đó là hai đứa là coi như chắc là coi như chỉ có nghi ngờ là hai đứa nó rủ nhau mình, đi chung. Đó mình không biết mà nó dám nghi ngờ ai hết, tại giờ này nhỏ này con của ông anh bây giờ nghi ngờ tới nghi ngờ lui thì gia đình nó mất lòng mà chị không có thích. Đúng rồi. Nên giờ con mình lo. Đúng vậy rồi. Thôi. Con bé này thì nó rành sỏi đời quá rồi, mình không phải lo nữa. Còn bé mình nó còn tuổi đời, nó còn nhỏ, nó chưa bươn chải sự đời nữa mà. Đúng rồi. Thấy đâu mà biết. Con này
này nó 21 tuổi rồi mà nó không có lo nữa, tại vì giờ nó có gia đình rồi. Cái khi mà chị đi báo công an á thì chị có nói lúc đi như báo công an á là buổi chiều đó là ở nhà nó đi mà nó không có biết, vậy mẹ nó nói mới biết. Là khi chị đi báo công an là coi như chị chưa biết là coi như con bé đó đi, chị có biết một mình là con của chị đi thôi. Thì đó, báo mình con chị thôi chứ chị đâu có, giờ nói chung là chị cũng đổ thừa ai. Không phải, mình không phải là đổ thừa, nhưng mà mình phải cung cấp những cái thông tin để cho bên phía công an họ thì tìm đó, kiếm. Bây giờ thì con bé của chị đi buổi trước là con bé này đi buổi sau luôn, con nó bỏ đây mới có 7-8 tháng. Là nó cũng liên lạc luôn. Là con bé nó có chồng không? Nó có chồng. Mà đục sụp gia đình nó hay sao, thằng chồng nó không nhận nữa. Nó không biết phải con nó không? Thì nó buồn gia đình hay sao mình không biết. Rồi nó đi, nó mẹ nó là một người mấy nó đi, nó nói là nó đi chích ngừa Covid. Mẹ nó điện thoại mày đi chích ngừa ở đâu mẹ không về. Nó mới nhắn tin là con xin lỗi mẹ, con buồn với chị ngày nay là con không có về nữa, mẹ lo cho con không đi, con đi làm tới tháng con gửi tiền về. Mà điện thoại là bắt đầu nó không bắt máy luôn. Có chung không bắt máy? Không bắt máy. Nó lấy cái điện thoại mẹ nó đi luôn, có chung mà không bắt máy. Giờ điên có chung nữa? Không biết, nên mình không có gọi nữa, tại vì mình gọi nó biết số mình nó cũng đâu bắt máy đâu, mình gọi làm gì. Thì cũng báo với công an rồi, cho công an điều tra. Là bên phía gia đình bên kia cũng báo công an rồi. Không, ở đây báo, bữa công an nó điện rồi báo luôn rồi. Là chị cũng cung cấp cái thông tin mà coi như cái bé đó đi rồi. Rồi đi rồi, báo số điện thoại rồi, báo Facebook của nó luôn cho công an. Tại vì con này nó có giấy chứng minh, còn con bé của chị chưa có giấy chứng minh. Đó thì để cho công an nó điều tra, nó vào cuộc cho mình đâu, mình đâu biết đâu mà vào cuộc. Đúng rồi. Còn hàng ngày là coi như chị vẫn cứ buôn bán bình thường. Buôn bán bình thường, có làm gì đâu, đi khuya giờ nó 4 giờ khuya đi rồi cái sáng gì. Rồi xong rồi chiều qua buôn bán mới giờ gì tới là chưa uống rửa gì. Chưa ăn uống. Nói chung là giờ mình buồn như vậy thì coi như cái mà bây giờ không làm rồi thì nó suy nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi. Cái công việc của mình là phải làm. Nó là cái áp lực. Đó. Thì cái công việc của mình hàng ngày thì mình vẫn cứ tiếp tục, còn coi như có gì á thì nhờ cộng đồng mạng, nhờ bên phía cơ quan chức năng họ vào cuộc có điều tra xem là bé đang ở đâu. Vì bé, cái thứ nhất là bé cũng đang rất nhỏ nhưng mà cái suy nghĩ của bé nó chưa vào đâu với đâu hết, nó dễ bị dụ dỗ, dễ bị sa ngã lắm. Đây, nên là cũng mong sao á, mọi người theo dõi được video thì mọi người hãy chia sẻ rộng rãi để lại những cái bình luận thật sự tích cực để cho bé suy nghĩ lại, đừng có suy nghĩ nông nổi mà coi như bỏ gia đình bỏ mẹ đi rồi là không may á, là coi như nó vào cái con đường sa ngã của coi như xã hội. Đó là cái mà coi như Thành Trung cũng rất mong muốn là bé xem được những cái thước phim thì bé hãy suy nghĩ lại để mà về nhà với mẹ. Thì Thành Trung cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Hẹn tất cả quý cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Vâng.